Vậy chúng ta sẽ đến với hồng cầu trước để biết lý do tại sao máu lại có màu đỏ. Đây, hồng cầu giống như một viên kẹo mình từng ăn gì đó. Trong máu, mắt thường mình chỉ thấy là một dòng nước thôi, nhưng thực chất nó chứa nhiều hồng cầu trong đó. Đây, và chúng ta sẽ đến với bạch cầu. Đây là bạch cầu lipo và bạch cầu mono, bạch cầu ubazo, bạch cầu uba acid, bạch cầu trung tính. Và chúng giống như là virus corona vậy các bạn, nhưng mà khác là chúng không gây hại cho con người. Và phần cuối cùng của chúng ta đó chính là tiểu cầu. Các bạn đã xem nó giống con gì? Hãy viết câu trả lời ở phần bình luận bên dưới nhé. Dạ, video của chúng ta đến đây là hết rồi. Dạ, các bạn đã biết rằng trong cái tế bào máu, hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, chúng là những thứ trong mạch máu của con người. Và hồng cầu cho số đó là rất nhiều. Dạ, nhớ like và subscribe chỉ thị 16 nha mọi người. Không, mình không có được đi ra đường. Giờ mình ở trong nhà làm video như vậy thôi. Dạ, xin chào.